Hello, xin chào các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của em. Hôm nay thì em cùng các bác sẽ đi tới con cần câu lua Enzo Supo. Đây, như trên màn hình là em mới về cái hàng này. Hàng này thì ở cửa hàng thì em đã bán nhiều rồi, nhưng mà trên kênh YouTube thì em cũng chưa quay lần nào cả. Thì hôm nay tiện đây thì em quay luôn. Đấy, hàng mới về. Còn lóng hối từ trên dưới nha, rất nhiều nha. Thì cần này có mấy đứng mấy ngang và nó là cần hai ngọn. Đây thì em sẽ bóc ra cho các bác xem. Hai ngọn này, đầu bu trong xoắn. Còn đây là cần. Đây là cần máy đứng nha các bác nha. 1m8. À, con này là 2m1 các bác ạ. 1m8 đây này. Đây là 2m1. IG Super. Đây, mã sản phẩm này SB này 2102 này. Đây, hàng vẫn còn nguyên ni lông thì em khổ là. Anh là Good Bad Boy, anh sống trong gia đình mẫu mực lần cao lên với nhiều trông. Cùng cao trai, tất nhiên anh không phải nềm tai, cuộc đời anh không cần thích, nhưng mà anh rất mắc. Chỗ này là cán mút giả gỗ này, cán hai khúc. Chỗ này là vân xoắn ích này. Quay ở đây thì ánh sáng nó hơi hỗn tạp, nhìn nó hơi lóa, các bác thông cảm. Chút nữa em sẽ mang lên trên lầu để em cái lèn phông trắng, lèn trắng thì em quay nó sẽ chi tiết và cụ thể hơn. Đây là quen hai ngọn, một ngọn là M và một ngọn MH. Thì cần này là nó có 3 size, 1m8. Mét 8, 2m1 và 2m4. Có cả đủ cả máy đứng máy ngang, em có đủ đây. Thì bây giờ em sẽ cầm một hai con lên trên lầu và quay cho nó chi tiết. Để máy đứng này, em lấy một con máy ngang nữa nên quay cho các bác. Đây, lấy mét 8 đi. Hai con, một con mét đứng. Máy ngang thì túi nó sẽ màu đỏ này, máy đứng là màu xanh. Hello, xin chào các bác. Như vừa rồi thì các bác đã được xem màn test của chiếc cần IG Super, phía test của nhà sản xuất và cũng như là test của shop em. Thì bây giờ em cùng các bác đi chi tiết và cụ thể hơn về chiếc cần IG Super này. Như trên tay em các bác đang thấy là một chiếc cần máy đứng IG Super. Em gọi tắt chiếc này là chiếc Super nha. Đây, còn tên đầy đủ của nó là IG Super. Nhưng em sẽ gọi con mã sản phẩm của chiếc cần này là chiếc cần Super máy đứng máy ngang. Đấy. Thì như các bác đang thấy là trên tay em đang là một chiếc máy đứng. Và em nói luôn là cần này của Đài Loan nhá, xuất xứ là Đài Loan. Đây, tem vàng. Bát máy đây, bát máy là của hãng luôn. Con này với con Hunting Black là anh em. Nhưng có một điều là con này thì có 1m8 và chiều dài tối đa của nó chỉ là, nó có 3 size là 1m8, 2m1, 2m4. Còn con Hunting Black thì nó có 2m1, không có 2m8. Nhưng mà nó lại hai có 2m4, có 2m7 và 3m. Thì em nói cô sơ qua là con Hunting Black thì nó có 2m7 và 3m.
và 2m7 và 3m của nó là cần 3 khúc 2 ngọn. Thì con này cũng là cần 2 ngọn nhưng mà chỉ có 1m8, 2m1 và 2m4, không có 2m7 và 3m. Đấy thì tí nữa em sẽ chèn cái link của cái cần Hunting Black như trước em giới thiệu lâu lắm rồi. Con này thì em hôm nay em mới giới thiệu. Em thì ở tiệm em thì em bán lâu rồi, nhưng mà hôm nay mới giới thiệu đến anh em, tại vì thấy đợt này nhiều anh em hỏi con cần này. Đây. Đây, phía gốc này là carbon X nha, caru rồi. Xong rồi đến bát máy, phần này là phần xốp như giả gỗ nha bác nha, để nó nhẹ, cần này nó nhẹ lắm. Đây tiếp đến là phần bát máy, nhìn khá là đẹp. Cái này là máy đứng nha các bác nha. Đấy, tiếp đến là đây mã sản phẩm này, SB1802 là chiều dài 1m8. EG Super. Đấy. Còn phần này là xoắn nhưng mà phủ keo rồi nha. Em nói lại một lần nữa là phía trên này là nó phủ rồi. Đây. Và em cũng xin cái bài hôm nay, video hôm nay em cũng xin nói về cái khuyên của nó. Thì như các bác đang thấy là khuyên máy đứng nó chỉ có hai chân, phần ngọn của nó cũng thế. Đấy, ngọn cũng là khuyên hai chân. Đây, hai ngọn và một ngọn MH và một ngọn M. Đấy. Thì cái cần này nó có độ dẻo hơn là cái cần Hunting Black các bác nha. Cần Hunting Black là có hai ngọn, nhưng mà độ cứng hơn, nó sẽ có một ngọn MH và một ngọn H. Còn đây sẽ có một ngọn M và một ngọn MH. Đấy. Và đầu nó cũng nhỏ hơn là cần Hunting Black. Đây. Đầu chống xoắn đây. Ngọn bé hơn cần Hunting Black. Đấy. Thì các bác làm sao lựa chọn hai con này sao cho nó phù hợp. Đương nhiên con này tải sẽ yếu hơn, nhưng mà các bác cũng vừa mới thấy đấy, em vừa test nhấc 5 cân vẫn bình thường, ok. Còn mà bên sản xuất người ta nhấc cái chỗ coca đấy thì theo em nghĩ là em cho video, em chèn video vào thôi để cho các bác thấy thôi, nhưng thật sự ra mà nhấc cái cần theo cái kiểu chiều xuôi như thế thì thật không thực tế. Mình phải nhấc bóng ngang cái cần thì đấy mới là test thực tế. Còn nhấc mà cứ để vác qua vai xong mà mình nhấc lên thì nó thật luôn là nó không cụ thể đâu. Vâng, em chỉ đây là ý kiến em nói vậy. Nói về phần khuyên thì khuyên này cũng là khuyên hai chân này, máy cần máy đứng này, ngọn của nó cũng là hai đứng này, cũng là hai chân này. Đấy, đây cũng là hai chân, nhưng về phần máy ngang không nhiều bác, như lần trước em bán hàng em biết thì gặp rất nhiều trường hợp, và là sau trên video nói là khuyên ba chân nhưng mà đến lúc nhận hàng lại là khuyên hai chân, và không bao giờ em có chuyện đổi hàng hay là gì cả, mà là nó sự khác biệt giữa cần máy đứng và cần máy ngang. Đây nha, đây phần gốc nha, nó có hai khúc này. Thì đây, đấy, cần máy ngang quen nó sẽ thấp và sẽ là ba chân. Đấy, các bác chú ý giúp em cái điều này. Tương tự phần ngọn của nó cũng vậy. Đấy là khuyên ba chân. Đến những chiếc trên này là bắt đầu nó thấp xuống thì bắt đầu mới là hai chân. Còn chiếc này vẫn là ba chân này. Chiếc này là đấy. Ngọn vẫn là chống xoắn nha các bác nha. Một ngọn MH và một ngọn M. Đấy. Thì để các bác phân biệt nó đúng, em cứ phải nói cụ thể và chi tiết. Mặc dù là cái chiếc cần này thì đã dùng đã trên thị trường rất là lâu rồi, nhưng mà em chưa thấy ai nói cụ thể và chi tiết cả, thì nay em muốn nói chi tiết. Đấy, các bác nhìn này, rất là đẹp chứ. Đấy, cầm như này, luôn máy ngang.
em sẽ lên một bộ cần, nói chung là nhiều cái em muốn làm lắm, muốn làm lên combo cần này cần kia để cho các bác mua cho nó nhanh nó tiện, nhưng mà thời gian thì nó cũng có hạn, mỗi ngày lên được một video là cố gắng rồi, tại vì em còn bán cả cửa hàng. Đấy, thì đây em có đủ size nhá, đây là cần 2m4 này. Đấy, các bác thấy này. Đấy, đầy đủ nó phải có cả bọc ni lông này, nhưng mà đây là em bóc ra đấy như để cho nhìn cho các bác chi tiết. Còn lúc mà từ trong chưa dùng này, cần chưa dùng mà nó sẽ có một cái lớp đồ bóng này. Đấy, tem này. Cao đô xoắn này. IG Super. Hay các bác gọi là cần Super hai ngọn cũng được. Này em sẽ hiểu. 2m4 máy ngang. 2m4 máy đứng đây. Và đây là 2m1 máy đứng. SB2102 là cần máy đứng. Còn đây là 2m1 máy ngang. Khá là đẹp. Đấy, CT2102. Con máy đứng là SB, còn con máy ngang là CT. Đây các bác thấy không? Máy ngang thì quen nó ba chân và quen thấp. Rồi. Hai ngọn. Một ngọn M và một ngọn MH. Ngọn M là mềm hơn nha các bác nha. Đấy, mới anh em mới chơi nói vậy để cho anh em mới chơi biết. MH là gì, còn H này lại cứng hơn cả MH. Đấy. Ngon bổ rẻ với một chiếc cần khỏe. Đấy. Rẻ nha, cần này carbon nha các bác nha. Để em cân thử một con xem nha. Em sẽ cân một ngọn thôi. Còn cần này của nó là hai ngọn thì em sẽ cân một ngọn và một gốc. Đấy, là như một chiếc cần bình thường. Rồi, qua chế độ gam. 146g nha, với cần 1m8. Đấy, như các bác thấy. Đấy, thì các bác thấy rồi, nó rất nhẹ nhưng mà lực tải thì rất là lớn. Rồi một lần nữa xin cảm ơn các bác. Các bác mua hàng thì vui lòng liên hệ với em. Em sẽ cố gắng like thật nhiều video để cho anh em, các anh em có nhiều sự lựa chọn hàng. Nói chung là nhà em cũng có nhiều quá chứ, nhưng mà không có thời gian mà lên. Còn em thì em phục vụ thì tất cả các tầng lớp, từ người mới chơi đến người chơi, còn kể cả những đồ câu giá rẻ cần đặc em còn bán mà, hay là những chiếc cần rẻ phục vụ nhiều anh em. Còn kể cả anh em thích chơi hàng hãng thì cũng liên hệ với em. Nói chung là trên con đường làm kênh thì em sẽ ưu tiên làm những hàng rẻ trước. Nó lên thì gặp được nhiều tầng lớp khách hàng trước, xong rồi sau này em sẽ lên nhiều con hàng tốt hơn. Rồi một lần nữa xin cảm ơn các bác rất nhiều. Các bác mua hàng thì vui lòng gọi điện thoại 0985136786. Đấy, hoặc là kết bạn Zalo theo cái số đấy luôn. Để gặp em. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Các bác nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều.